Thôi tôi ghi, tôi ghi, tôi ghi đi, tôi ghi đi thực hiện các học sinh. Anh đưa cái bao đi anh Hướng. Có điểm dừng chân đầu tiên tại Volgograd. Tại thành phố xinh đẹp, anh hùng này đang có khoảng hơn 100 sinh viên Việt Nam học tập tại các trường đại học. Và chủ yếu là các em đi theo viện cấp học bổng được thỏa thuận giữa hai nước Nga và Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, với những người đã từng có thời gian sống, học tập hay làm việc tại Liên bang Soviet cũ thì những hình ảnh, ảnh ký của họ. Và hôm nay, được trở lại đây trong mùa thu vàng, tôi, một cựu sinh viên đã từng học tập tại nước Nga, cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được đứng giữa khung cảnh thân quen như thế này và đi tìm những câu chuyện cảm động về tình thầy trò vô việc. Đây là ký túc xá của trường đại học Bách khoa Volgograd, trường có đông sinh viên Việt Nam nhất. Ký túc xá vừa được sửa sang lại, trông khang trang sạch đẹp. Cứ hai sinh viên ở một phòng, cùng nhau mua sắm các đồ dùng vật dụng phục vụ cho sinh hoạt và cuộc sống. So với thời của chúng tôi, những năm 86-92, thì sinh viên bây giờ sống đầy đủ hơn với các thiết bị như máy tính, TV, máy giặt. Sáng nay vội quá, cả hai bạn Khiêm và Toàn chưa kịp ăn sáng. Trong lúc chờ các bạn nữ nấu ăn ở bếp để vác bát đi nướng đến no, thì hai chàng ăn tạm mì tôm, món truyền thống của các chàng sinh viên hay ngủ nướng. Phần nhiều nhất của thời gian trong ngày vẫn là để dành cho học tập. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang có mặt trong một phòng ở ký túc xá của các bạn sinh viên tại Volgograd, và chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện thân mật với bạn Khiêm và bạn Toàn, là đôi bạn cùng sống ở trong phòng này. Xin chào Khiêm, xin chào Toàn, cảm ơn hai bạn đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Khiêm có thể nói cho khán giả biết là vì sao mà Khiêm lại sang học nha? Đó là cái may mắn của cháu, đó là vì khi mà cháu thi lần đầu tiên vào trường học viện cảnh sát thì cháu đạt kết quả cũng tốt. Nghĩa là nhà nước mình trả toàn bộ chi phí sinh hoạt phí, và nhà nước Nga thì chịu tiền học cho mình. Ở trong gia đình Khiêm thì đã có ai học ở Nga trước đây chưa? Dạ là cháu chưa, cháu là người đầu tiên đi sang nước ngoài học. À, bố mẹ thì nói như thế nào khi mà Khiêm được chọn đi sang Nga để học? Bố mẹ cháu thì rất là tự hào vì cháu là người đầu tiên đi học ở nước ngoài, và cũng đây là một cơ hội để cháu có thể mai này phát triển. Cuộc sống của các bạn nam sinh viên ở Volgograd như thế nào? Nhóm chúng cháu là ăn gồm có 5 người ạ, 5 sinh viên tất cả. Thì các anh em thì học ở các khóa khác nhau, khóa năm 4 và năm 5 ạ. Thì chúng cháu phân công nhau đi chọn học bổng của Nga nữa, người ta trả mình một tiếp ạ. Thì với số tiền đó thì chúng cháu chi phí phần lớn vào việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày ạ. Còn lại có thể góp một chút nào đấy để mua sắm những vật dụng cần thiết như là điện thoại, hoặc là cố gắng để mua vi tính. Bởi vì bọn cháu sống bên này thì internet, máy tính và điện thoại đó là những vật dụng rất là cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, cho học tập. Có nhận thấy phòng ở của Khiêm với Toàn rằng là những cái điều kiện sinh hoạt của sinh viên bây giờ khác? Chính là đầu tiên phòng này, như phòng này là cháu đã ở đây từ năm thứ nhất, có nghĩa là 4 năm rồi. Thì khi tôi đến thì phòng giấy dán tường cũng bị chóc, bị mốc, hoặc là sàn bị hỏng hay là bẩn ấy. Thế thì bọn cháu cố gắng tiết kiệm tiền rồi để mua sắm cái thảm, rồi cái giấy dán tường. Lần mà gọi điện thoại sang thì gia đình lo lắng gì nhất cho cậu con trai này? Bố mẹ cháu cũng rất là lo lắng. Con xin cảm ơn Khiêm. Tôi trở về Hà Nội và đến nhà Khiêm, mang theo món quà quý giá mà có lẽ chính cậu cũng không ngờ tới. Không hiểu bố mẹ Khiêm sẽ nghĩ như thế nào khi xem những hình ảnh của cậu con trai ở ngay chính phòng ở của mình tại ký túc xá. Ở nhà, Khiêm vẫn là cậu con trai được cha mẹ lo cho từng tí một. Dạ thưa cô chú ạ, cô chú vừa mới xem hình ảnh của em Khiêm ở tại thành phố Volgograd. Cảm xúc hiện giờ của cô chú như thế nào ạ? Được xem cái đĩa để quay ở tại chỗ em Khiêm học thì cô chú rất là cảm động. Mọi người đều quan tâm lẫn nhau là cũng rất là yên tâm. Dạ thưa cô chú, đến khi nào thì cô chú biết là em Khiêm sẽ được đi du học ở nước Nga? Khi mà báo kết quả và thi đỗ vào viện cảnh sát thì học được một học kỳ,
thì trong quá trình học học viện cảnh sát thì một kỳ thì họ sẽ chọn tiêu chuẩn một số các em mà thi vào các khóa thời học viện cảnh sát đấy, thì cũng cử lên một số các em được đi học ở Việt Nam. Thế thì nghe tin em Kiêm được đi thì nói chung là cũng rất là phấn khởi. Trước khi mà con trai mình đi học ở xa thì cô đã chuẩn bị cho Kiêm những gì ạ? Trước khi em đi thực sự ra thì quần áo thì sắm cho em đầy đủ. Thứ nhất thì lo em rét ấy, bởi vì là thấy ở bên Nga là rất lạnh, thì quần áo lạnh cũng mua đầy đủ. Thế còn chủ yếu là em đi ăn khách nhiều. Trước khi lên sân bay để bước chân lên máy bay đi thì thứ nhất là dặn con một điều, con phải cố gắng học tập rất tốt, đem những cái kiến thức tốt về phục vụ cho ngành cũng như là đất nước Việt Nam, cũng như là học giỏi thì gia đình cũng là rất là vinh dự. Về vinh quang đối với ngành, thế là nên nghe cháu cũng bảo mẹ yên tâm, con ở nhà học cái này sau đó đấy con phải cố gắng hơn nhiều. Không người mẹ nào muốn xa con cả. Vậy thì khi mà Kiêm đi xa, cảm giác của tôi như thế nào ạ? Thời gian đầu cũng nhớ, cũng thương. Hàng ngày nhìn thấy các bạn của con mình học thì đi qua đây lại chào hỏi thì cũng rất nhớ con. Thế nhưng mà nói chung thấy hy sinh để cho con nó trưởng thành nên mà cũng phải bán lại. Thế khi mà nhớ con thì lại điện thoại thì con nó bảo mẹ yên tâm ở bên nào con cũng vui mà. Học hành rất tốt. Thời gian gần đây thì báo chí có nhắc đến rất là nhiều những cái vụ mà sinh viên Việt Nam bị những cái kẻ xấu ở Nga sát hại. Khi nghe được những thông tin như thế thì cô có những suy nghĩ như thế nào ạ? Nghe tin những cái sự vụ đấy, mà nhất là cái chú Tuấn ấy, bị đánh ấy, thì cũng rất là lo, thực sự là rất lo. Thế nhưng mà vì là cũng ở là trường học viện đây cũng các anh từ ban giám đốc cũng như là các trưởng phòng khoa đây cũng học bên ấy nhiều. Thì anh nói là cái thành phố mà em Kiêm học, con gái của Rát là rất êm đềm. Thế cũng một phần nào yên tâm, và hai nữa là thì con mình thì nói chung là nó ở trong ngành thì nó cũng có những cái sự mà khôn khéo hơn. Và người thì mình cũng có phần yên tâm, đấy thật sự như thế. Cũng dặn Kiêm là do cái một là cái quan hệ đi lại hết sức cẩn thận, và hai nữa là cũng trong cái đó là mình được cái cộng đồng người Việt và sinh viên mình ý là rất là tốt. Sau những cái lần Kiêm về thăm nhà hoặc là những cái khi mà gia đình gọi điện sang nói chuyện trò với Kiêm thì cô Trung thấy Kiêm thay đổi như thế nào ạ? Nói chung thì trước khi Kiêm đi học du học bên Nga thì người nào mẹ nào cũng lo, thứ nhất là ăn uống cho con, thứ hai là về cái sinh hoạt của con, không biết giặt đúng quần áo hay là như nào thì mình cũng lo nhiều cái, cũng lo linh tinh thế. Nhưng mà thực sự ra thì sang bên đấy là em Kiêm rất là chủ động. Khi mà những buổi tôi đi rắn hoặc đi làm ở nhà thì em Kiêm đi nghỉ hè ở nhà đấy, tôi về tôi không ngờ được là con cơm nước tinh quân rất là ngon và em cũng biết nấu nhiều món. Thế mà thôi, thế thì yên tâm. Kiêm cũng tâm sự với tôi là con học Kiêm biên ý là rất là vất vả, so rất vất vả. Và để mỗi một kỳ thi thì đều phải cố gắng để vượt. Thì bên ý mà được điểm 5 là điểm 10 bên mình. Thế nhưng mà em Kiêm thì được đợt nào cũng các kỳ thi đều được điểm 5. Và em mỗi một lần về, mỗi năm mang về cho bố cho mẹ, nói với bố mẹ là con đã được bên lãnh sự quán bên đó, rồi là bên của trường, nhà trường tặng giấy khen. Để về hàng năm con về con báo cáo lại với bộ, với nhà trường. Cô chú có suy nghĩ như thế nào về tình cảm giữa hai nước Việt Nam và Nga? Các cô giáo, thầy giáo ở người Nga ấy, khi mà em Kiêm bay ở bên ý bao nhiêu giờ là người ta thấy là chuẩn giờ đã về Việt Nam là người ta điện về tận nhà hỏi thăm. Thế lại thầy trò bên Nga lại điện về hỏi thăm em về đến nhà chưa, đi có vấn đề gì không. Đấy là sự quan tâm của các thầy cô bên Nga đối với em Kiêm là tôi thấy rất là cảm động. Thưa cô chú, chương trình này thì sẽ được phát lại trên kênh VTV4 và Kiêm ở bên Nga thì sẽ được xem lại ạ. Gia đình mình có muốn gửi lời nhắn nhủ tới Kiêm ở bên Nga không ạ? Qua chương trình này thì mẹ gửi tới con phải giữ gìn sức khỏe này, học tập thật tốt này, để ăn cũng
cũng là phục vụ phần nhỏ bé cho đất nước Việt Nam. Mẹ chúc con mạnh khỏe, học tập tốt. Bác chúc cháu cố gắng học giỏi và tiến bộ và yêu mến bạn bè trong lớp. Chị chúc em cùng toàn thể các bạn học giỏi, cố gắng đừng phụ công bố mẹ và tất cả các thầy cô ở nhà.